gia đình thân yêu của con. Trần Hoàng Anh, cái tên mạnh mẽ mà gia đình dành tặng cho con. Một cô gái năm nay tròn 21 tuổi. Tuổi của con, cái tuổi trăng tròn, tuổi của một cô gái hồn nhiên. Con đã có trong tay cả thời thanh xuân sôi nổi, cả những hoài bão lớn lao và một gia đình hạnh phúc. Con đã từng cảm thấy vô cùng ấm áp, tự hào và tràn đầy lòng biết ơn khi được hiện diện trong ngôi nhà có đầy đủ tình yêu thương của bố và mẹ. Thế nhưng hạnh phúc chẳng tày gang. Phạm nhân này là bố mẹ đã ly hôn từ khi còn nhỏ, và mẹ thì thường nhiên làm ăn xa cho nên bố thì không thực hiện việc cư trú, đăng ký thường trú, không phải người địa phương này. Khi sinh ra là mẹ vẫn còn rất trẻ cho nên là không có kinh nghiệm và điều kiện về vật chất để nuôi dưỡng thường xuyên từ nhỏ, do vậy là cháu mới phải ở cùng với bác ruột, cháu thiệt thòi. Dẫu thiệt thòi vì không đủ bố mẹ ở cạnh bên, nhưng thật may mắn con được sống, được học tập, được vui chơi trong vòng tay của người không sinh con ra nhưng lại thương con như con ruột của mình. Tôi là bác của cháu. Cháu thì sống với lại vợ chồng tôi là từ khi cháu còn nhỏ cho đến khi cháu học hết lớp 9. Khi mà cháu ở với lại vợ chồng chúng tôi thì cháu cũng rất là ngoan. Trong quá trình học tập cũng như là ở môi trường của trung học thì cháu cũng rất là năng nổ, vẫn học rất là tốt. Cấp 1 đến cấp 2 thì cháu cũng đều đạt cái danh hiệu học sinh tiên tiến từ lớp 6 cho đến lớp 8. Trò giỏi, con ngoan, về lễ phép với lại các bác và xung quanh mọi người rất là yêu quý. Nhớ nhất là khi mà con bắt đầu lên cấp 2. Đấy là con cầm cái giấy khen khi tổng kết của cái năm học, cầm giấy khen về. Đấy, và cũng khoe với lại gia đình là được danh hiệu nó như thế. Thì gia đình cũng rất là mừng và cũng động viên con là học hành làm sao để cho nó lên người. Con là đang trong cái độ tuổi vị thành niên, cũng như là con đang trong ngồi ghế nhà trường, thì tất cả những cái tốt đẹp nhất đều dành cho con. Còn trong lòng bác thì bác luôn coi con là con gái của bác, là con lớn trong gia đình. Năm 21, buổi chiều tối hôm đấy là em muốn kiểu cùng bạn bè đi chơi sử dụng ma túy thì bị công an bắt. Lúc đấy em mới có 17 tuổi, 6 tháng 15 ngày. Bố mẹ không còn yêu thương và quan tâm nhau nữa. Những bữa cơm đầy đủ những thành viên trong gia đình cũng bớt rồi nguội lạnh hẳn. Sau đó con tìm đến bạn bè, tìm đến những cuộc vui chơi, chìm đắm vào nó từ sáng đến tối để quên đi rằng con không được ai yêu thương cả. Con thấy rằng mình cô đơn giữa dòng đời này. Con thấy rằng mình vô định, mình mất phương hướng trước mọi ngã rẽ phía bên kia của bước đường trưởng thành. Và rồi bi kịch đã ập tới khi con chưa bước qua 20. Số tuổi đẹp nhất của cuộc đời một con người, của cuộc đời một
cô gái